Chị em, mẹ cho khoai này. Chị đi ngồi xuống đi con. Đây nước đây, đây là nước của Ti Ti. Uống nước không? Chị em ăn nha. Ti ơi, chị chiều không? Ăn nhỏ, khoai nóng lắm, để mẹ gọi Ti Ti. Thì mẹ bóc xong đã. Thì đi ơi, mẹ cho nó này, cho Thi đi. Thế ngoan à, Thi Thi ngồi lại đây con. Quá ngon mà con, ăn không? Ăn. Con uống đi. Đi lại đây. Con cứ để đây đi, tí lại tí khác là tí uống. Đây con uống đây. Đừng thổi con. Con uống nha, con đừng thổi nha. Nó bóc cho Ti Ti ăn nha. Rồi nha. Tôi bóc cho ăn nha. Bóc bỏ. Bóc rồi mẹ, mẹ giúp nào. Giúp. Đi đừng nhận này ăn con. Đợi chị thì chị bóc ra. Rồi con bẻ ra cho em ăn. Đói bụng không? Chị hỏi con đói bụng không? Con bẻ cho em một nửa, con một nửa. Cái gì? Bẻ ra đây. Chị bắt to. Con bắt to. À, đây đây, mình bẻ cho nào. Bẻ giúp nha. Đây, có gáo, có Ti Ti. Đây Ti Ti cầm lại ăn không? Mẹ ăn. Dạ, ủa. Đẩy. Thế chị cho kìa. Chị cho. Đẩy. Sao thế?